gì đây? Hôm nay lại một cái gì mới đây? Hello, xin chào mọi người. Hiện tại là mình đang có mặt ở quận 7, một quán ẩm thực Singapore. Thì ở đây nó có một cuộc thi ăn 2 ký há cảo trong vòng nửa tiếng sẽ nhận được 2 triệu. Và tí nữa Lộc với anh Huy sẽ thi cặp đôi cũng như vậy luôn và nhận được 2 triệu. Còn mình sẽ thi đơn. Thì bây giờ mình sẽ vào quán nha mọi người. Địa chỉ ở đây là 123 đường số 30, phường Tân Phong, quận 7 nha mọi người. Hiện tại là mình bây giờ là đã là 1 giờ rưỡi rồi. Khoảng 2 giờ sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin mời mọi người xem. Dạ, đầu tiên chính là phần hấp dẫn nhất ngày hôm nay, đó chính là cơ cấu giải thưởng. Thì đối với lại phần thi cá nhân thì mình một người sẽ ăn cho 2 ký hát gạo trong thời gian quy định là 30 phút. Nếu mình hoàn thành được hấp thì sẽ được 1 triệu đồng. Đối với các phần thi đồng đội, tức là 2 người thì mỗi người sẽ ăn 2 ký và hoàn thành trong thời gian là 30 phút thì sẽ có giải thưởng là 2 triệu đồng. Đặc biệt thì đối với những người mà ăn nhanh nhất trong thời gian quy định đó thì sẽ có thêm 500 nghìn đồng Việt Nam. Còn về tiếp theo thì để mình diễn ra cái cuộc thi một cách suôn sẻ nhất thì em xin được thông báo một cái tỷ lệ. Đầu tiên đó chính là nếu như mà anh chị đăng ký là một cá nhân thì mình sẽ phải hoàn thành 2 ký há cảo trong vòng 30 phút. Nếu như mình đăng ký theo đồng đội, tức là team 2 người thì mình sẽ hoàn thành 4 ký há cảo trong vòng 30 phút và bắt buộc là mỗi cá nhân phải hoàn thành 2 ký. Và nếu như mà mình không thể hoàn thành hết cái phần ăn của mình trong cái thời gian quy định thì với cá nhân mình sẽ đóng một khoản phí nhỏ nhỏ là 100.000 đồng, còn đối với team thì sẽ là 150.000 đồng. Và về việc uống nước thì bên tụi em sẽ đưa cho tụi mình 1 ly nước, và nếu như mà mình muốn order, mình muốn thêm thì mình sẽ phải order nha. Và như mọi người ở trên bàn của mọi người đây, đó chính là những cái tờ giấy cam kết xác nhận thì tất cả những người cho hôm nay thì mình đều sẽ ký vào cái tờ giấy này nha. Và nếu như mình trở thành người thắng cuộc thì đầu tiên là sẽ kiếm một tờ giấy để tụi em sẽ trao giải cho mọi người để xác nhận giải thưởng. Tiếp theo đó chính là bản sao căn cước công dân, số điện thoại liên hệ, và cuối cùng đó chính là ảnh trao giải. Thì chút xíu nữa nếu như mà mình thắng giải thì tụi em sẽ chụp tấm hình nhỏ nha. Và thứ tư đó chính là siêu shop sẽ không chịu trách nhiệm đối với những cái vấn đề về sức khỏe nào phát sinh. Thì khi mà mọi người đã ký lên đây thì mình sẽ phải đảm bảo những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe khi mà tham gia thử thách. Và cuối cùng đó chính là khi mà mọi người đã chinh phục một cách này rồi thì mình sẽ không được tham gia trong vòng 2 năm kế tiếp. Bởi vì mình sẽ có phòng thi nhanh nhất nên là mình sẽ bắt đầu sau tiếng đếm 3, 2, 1 để mình tìm ra được người ăn hoàn thành nhanh nhất nha. Rồi nếu mà anh chị đã sẵn sàng thì bây giờ em xin được phép bấm ngược đồng hồ ạ. 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi hôm nay là khung giờ này có 4 người thi, có bé Mai, bé Ngân, anh mình với một bạn bên kia nữa. Thì cho nên là tí nữa mình với anh Huy sẽ thi sau. Một phần này á, thì là với có giá trị là 2 ký này, giá là 100.000. Nãy mình có hỏi á, thì bên cửa hàng thì chỉ có nói là chỉ có một ngày hôm thi hôm nay thôi à, ngày 26. Mình thấy cũng hơi tiếc. Mình có nói là nếu mà mình nên mở cái cuộc thi này nó nhiều ra cũng như một tháng thì một ngày nhận chừng 5 người thi nữa thì nó sẽ có nhiều sự trải nghiệm hay hơn. Đó, đây. Là tí nữa mình thi cặp đôi với anh Huy, nhưng mà bên này họ kêu là nếu mà thi cặp đôi thì cũng chia ra mỗi người 2 ký. Mình kêu vậy thôi, mình với anh Huy mỗi người thi đơn luôn đi, vậy cho nó dễ.
2 người 4 kg, 1 người 2 kg. Phần thưởng cá nhân thì 2 triệu đồng. Hả? Cá nhân thì được thưởng 1 triệu đồng. Ui, bé Mai đã hết 1 kg rồi kìa. Cái kiểu vậy. Quá dữ luôn. Qua rồi đó. Quá nhanh luôn rồi. Này chắc còn tìm cái này. Thì nó để lâu rồi cái xong bụng nó nở ra á. Thế mai còn 4 cục. Trời, đẻ quá. Mới có 8 phút rồi. 8 phút. Nói chung là cái này thì no thì cũng có no, nhưng mà ngán thì cũng có ngán nha.
Xong rồi, một người đã xong. Chín phút. Tám phút 45 giây. Có thể đem lên diễn cho mai. Có thể là hai thì đó, giờ mà đem lên diễn thì mình hoàn thành như này mai cũng mặc chứ. Lấy ra luôn đi. Review luôn phải đo. Còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Còn 12 cục ở đây. Bé Ngân thì cũng còn có từng có 5 cục à. Đó. Thì bây giờ hiện tại đồng hồ là còn 10 phút. Đó. Cố lên mọi người ơi, còn 10 phút nữa thôi. Cố lên, cố lên. 10 phút thì 1 phút 1 cục đó Tài. 1 phút 1 cục đó. Phút một cục đi. Rồi, cái đó đem tên xong. Sáu, còn sáu viên. Rồi. Vất vả đấy. Cái món này nó dễ, nó mới đầu ăn nó rất là ngon, ăn tầm 20 cục là thấy ngon, trở đi là thấy nó ớn lắm, ngấy. Đúng rồi, nó nguội là hết ngon. Còn 6 cục là phải chia làm 2 đợt, chứ một đợt anh bỏ 4 cái vô miệng. Không thể nào mà nhét hết vô miệng. Đó. Ngân còn một cái đó rồi. Đấy. Rồi, Ngân đã xong. Căng thẳng. Này một miếng cuối cùng nè, đó 4 miếng chính xác luôn. Wow. Tính là 2 ký cũng không phải là dễ dàng. Nếu mà 2 ký này mà mình thay cho bún đậu thì nó sẽ dễ hơn, tại vì nó đa dạng hương vị. Còn 2 ký này há cạo không thì ngán lắm. Cách đi hồi trước mình cũng ăn một bún đậu 2 ký 3 cũng nửa tiếng mình ăn thắng.
con này thì 2 ký mình không biết sao. 56 giây. Bốn cái. Trời, mang về quá trời luôn. Tại vì anh bạn á, bạn anh còn dư tới một dĩa rưỡi luôn. Ok, đó, mang về. Rồi, vào nào. Cuối cùng nào. Hello. Ui. Đó, còn như 6 phút. Còn như 6 phút đúng luôn, 6 phút 5 giây. Rồi. Đó. Đã xong rồi đó. Bây giờ là rồi, xong rồi nha. Cho những người tham gia. Quan trọng nhất chúng ta sẽ trao giải nha. Xin mời chuẩn bị tổ chức bạn cổ Kim Lâm. Trao giải. Xin mời thầy. Mời thầy có đôi lời. Chiến thắng thắng cuộc của mình. Bây giờ có một mini game mò mò nhỏ nhỏ. Tú ơi, xoay qua đây xíu. Có một giờ mình có thể mua hàng cho nhân sắp đi của chị em không ạ? Và chị Tú ơi chị á. Ủa một voucher cho món sushi. Chị ơi, chị không ăn cho tương lai ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh ạ. Và bây giờ là có phần thưởng cho những người tham gia nè. Đây, mỗi người một phần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tụi mình nha. Hôm nay là một cái clip rất là ý nghĩa. Rồi. Ta đều thắng, duyên lành chứ. Mọi người chụp hình nha, cầm đi. Quay. Nhìn đây này.